của bạn sẽ thay đổi ra sao từ năm 20 đến 50 tuổi. Tuổi 20, nhiều bạn có thể không biết thực tế là quá trình lão hóa sẽ bắt đầu ở độ tuổi 20 của mình. Sau tuổi dậy thì, da bắt đầu ổn định với sự cân đối đáng kể của các hormone. Do tình trạng sản xuất bã nhờn vẫn còn cao nên có thể da vẫn bị mụn trứng cá ở những năm đầu tuổi 20. Tuy nhiên, khi bước vào giữa độ tuổi này, làn da bạn sẽ xuất hiện các dấu hiệu đầu tiên của tình trạng khô. Một mặt, da khô giúp giảm nguy cơ mụn, mụn trứng cá và mụn đầu đen. Nhưng mặt khác, nó thúc đẩy tạo thành các nếp nhăn đầu tiên xung quanh mắt và miệng. Tia UV cùng với tình trạng ô nhiễm, điều kiện môi trường kém và căng thẳng mỗi ngày cũng góp phần vào quá trình lão hóa da ở giai đoạn này. Do đó, ngay từ độ tuổi này, bạn nên sử dụng kem chống nắng và chất chống oxy hóa thường xuyên để làm chậm quá trình lão hóa da. Tuổi 30. Ở độ tuổi 30, da dễ thể hiện các dấu hiệu bị tác động do ô nhiễm hơn. Chúng xuất hiện dưới dạng rãnh cười, nếp nhăn, đốm đen, kết cấu và tông màu da không đồng đều. Cách tốt nhất để chống lại những tác động này là bổ sung vitamin C và chống nắng. Bác sĩ Frank giải thích trên Millijay, vitamin C cung cấp một loạt các lợi ích bao gồm làm đều màu da, bảo vệ da khỏi các tác động có thể nhìn thấy của ô nhiễm, cải thiện đáng kể quá trình hydrat hóa và giữ cho làn da của bạn trông trẻ trung hơn. Tuổi 40. Ở độ tuổi 40, sẽ rất bình thường nếu chúng ta thấy các đường, nếp nhăn sâu hơn tồn tại cố định ngay cả lúc ta nghỉ ngơi. Phụ nữ cũng nhận thấy sắc tố da không đồng đều hơn, tàn nhang và tác hại của ánh nắng mặt trời không chỉ thể hiện trên mặt, mà còn ở cổ, ngực, bàn tay và các vùng khác trên cơ thể. Da nhão và chảy xệ hơn, đặc biệt là nếp xung quanh miệng, má, thái dương đều trở nên lõm hơn. Sari Machbin chia sẻ với Millijay, nói cách khác, tuổi 40 thường là bước ngoặt lão hóa thực sự. Nên tìm cách bổ sung collagen giai đoạn này, trong độ tuổi 50 và hơn thế nữa. Khi bạn bước qua tuổi 50, tiến sĩ Machbin nói rằng các dấu hiệu lão hóa sẽ trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt nếu các vùng da cần quan tâm vẫn chưa được giải quyết và duy trì. Bởi vì không có collagen mới được sản xuất, chúng tôi thấy sự chảy xệ đáng kể hơn và da nhão trong suốt, mí mắt và lông mày trên bị sụp xuống và nặng hơn, chảy xệ ở má và các đường cười sâu hơn và các đường nhăn nheo, cũng như các đường cong rõ rệt hơn với một cô giải thích. Chúng tôi cũng nhận thấy sự chảy xệ và lỏng lẻo ở cổ và các dải PLA tai SMA nổi rõ hơn ở cổ, góp phần làm cho khuôn mặt và đường viền hàm đi xuống. Tất cả những điều này muốn nói rằng nếu bạn đợi đến tuổi 50 để giải quyết mọi lo lắng về lão hóa, như nếp nhăn và đốm nắng không phải mức độ ẩm, có thể được điều chỉnh khá dễ dàng, có thể sẽ là quá muộn. Tất nhiên, trừ khi bạn bỏ qua các sản phẩm chăm sóc da không kê đơn và chọn điều trị tại văn phòng. Tiến sĩ Frank nói, Fracel có thể giúp làm giảm sắc tố như vết sạm nắng và nó cũng giúp làm đều màu da. Đồng thời lưu ý rằng điều này đặc biệt có lợi cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Những người nhờ mức estrogen thấp hơn có thể thấy da mỏng, chảy xệ và da nhăn với tỷ lệ cao hơn.